Tại Công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên vừa diễn ra lễ công bố quyết định tuyển chọn một đồng chí công an xã bán chuyên trách vào lực lượng công an tỉnh Bình Dương. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dực, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Thu, cán bộ công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, được tuyển vào Công an tỉnh Bình Dương và được phong quân hàm thượng úy. Đồng chí Lê Ngọc Thu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có đủ điều kiện về trình độ, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, năng lực, trách nhiệm và có nhiều cống hiến trong công tác. Đặc biệt, đồng chí có 13 năm công tác trong lực lượng công an xã bán chuyên trách, trong đó 7 năm là phó trưởng công an xã. Bản thân đồng chí được tặng 2 bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dực cho biết, được tuyển chọn vào Công an tỉnh Bình Dương là vinh dự không chỉ đối với bản thân đồng chí Thu, mà còn là kết quả chung của tập thể Công an xã Tân Mỹ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ,